Rồi mình chào anh em nhé. Ngày hôm nay mình lại đi săn anh em. Mệt quá anh em ơi. Giờ mình sẽ lên đây thôi anh em. Mời anh em theo chân mình nhé. Anh em xem thấy hay thì hãy ấn like và chia sẻ video, đăng ký kênh cho mình với nhé. Đấy, ủng hộ cho mình để mình phát triển thêm anh em nhé. Rồi, let's go anh em theo chân mình nhá. Hoa gì thơm phức anh em ạ, thơm mà lại còn đẹp đấy, không biết cái cây gì anh em. Sai chiếu luôn anh em quả này. Đi anh em nhé. Ok anh em nhé, mình hạ xuống con cua rốc này. Ngay trước mặt mình có một con nữa anh em ạ. Đây, hai con, khá là to anh em ạ. Tiếc quá lăng kính mình hết pin mất rồi. Tuyệt vời anh em ạ. Kì anh em nha. Đây là chuyến săn sáng nay mình đem được 2, 4, 6 con anh em ạ. À. 3 con cua rốc, một con sóc bông. Nó về ăn quả anh em ạ. À. Lúc sáng nên mình không quay được. Một em chơi bẻo, một em chơi khách. Giờ thì cũng 11 giờ anh em ạ. À. Mình sẽ đi kiếm chỗ nào đó. Nghỉ một lát xong chiều mình lại đi bém sóc anh em. Đây nha. Mình vẫn đi cây tactical đấy anh em. Ok anh em nhé. Rồi anh em theo chân mình xuống khe bém sóc anh em ạ. Ok anh em nhé. Tuyệt vời nhé. Mình mới ngồi may phục sóc một lúc đấy anh em ạ. Có một con nó về ngay đây, mình bẹp xuống luôn anh em ạ. Đây, mình may phục cái quả đấy anh em.
anh em cùng mình ra đó lượm xem. Bây giờ còn sớm lắm, 3 giờ mà nó đã ra cái bàn rồi nhé. Mình thấy cái đuôi nó ngay kia rồi nhé. Chúng ta anh em. Còn chưa chết anh em. Còn đực anh em bạn này. To đùng anh em nhé, gần quá nên ăn hơi thấp này, ăn vào cằm anh em. Ui ô, mình tưởng là sóc con chứ to đùng anh em ạ, sóc sóc đực anh em nhé. Ok anh em nhé. Đây anh em ạ. Mình về rồi anh em ạ, sắp tối rồi đây. Hôm nay thì thành quả khá là ngon anh em ạ. Đây. Được khá nhiều anh em nhé. Hai con sóc anh em ạ. Mình bêm được con cuốc anh em ạ. Này. Tự dưng trên rừng này có con cuốc hoa chứ anh em ạ. Trời tối quá anh em thông cảm nhé. Được 4 con cua rốc anh em ạ. Đây anh em. Tuyệt vời nhá. Giờ thì mình sẽ đi về rồi anh em ạ. Có những pha mình không quay được em ạ. Khá là tối nên là mình không quay được. Anh em thấy hay hãy like và đăng ký kênh cho mình nhé. Này, ủng hộ cho mình để mình có động lực làm video mới anh em ạ. Ok anh em, rồi bye bye anh em nhé.